Bị can mới nhất bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân về tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự.